Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Hiện tại thì Nhã đang đi phà Đại Ngãi ở tỉnh Trà Vinh. Nói vậy, ở tỉnh Trà Vinh đi sang tỉnh Sóc Trăng á, thì nó có những cái chuyến phà như thế này nè. Đó, phía sau Nhã đó. Đó vậy, thấy phía sau Nhã đó có một cái chiếc phà khác theo cái bờ chiều ngược lại đó vậy, thì đang đi sang đây ha. Đó vậy, nhìn thấy không? Toàn cảnh chuyến phà ha, chuyến phà miền Tây. Đó, thì phía sau Nhã có những cái chiếc xe tải đó quý vị, họ đợi để mà đi qua bên kia bờ á. Rồi cũng có những người đi xe máy đó, có những người đi xe máy đó quý vị, họ chở cao trầu này nọ ha. Rồi đi từ tỉnh Trà Vinh đi sang ở bên bờ Sóc Trăng hay là về Bạc Liêu đó quý vị, để mà họ bán cao trầu của mình. Ok, rồi bây giờ cùng nhìn cảnh mây trời sông nước ha. Nè quý vị xem nè, cảnh mây trời sông nước ở trên bến phà miền Tây ha. Đó vậy, thấy không? Mây trời sông nước. Ngày hôm nay quý vị, thời tiết nó âm u á, nên là nhìn nó không có đẹp lắm. Đó thì cũng may mắn cho Nhã là được về miền Tây vào cái dịp năm 2017 này, vào dịp cuối năm ha. Rồi bây giờ đi phà, nghe nói là họ có dự án xây cầu đó quý vị, thì không biết là vài năm nữa nếu mà có dịp về miền Tây nữa đó thì không biết còn cái cảnh mà lên đên trên bến phà đó quý vị, lên đên ha, trên những cái chuyến phà miền Tây. Rồi thấy những người ta buôn bán, rồi có cảnh là người ta chở hàng qua lại giữa tỉnh này với tỉnh kia quý vị, nó chỉ cách nhau những cái bến phà thôi. Ok, rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và dõi theo những cái video khám phá về du lịch miền Tây trong nước của Nhã nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.